Vâng, chào anh chị và các bạn nha. Thì ngày hôm nay thì em Trung cũng vừa về cho quý anh chị mẫu xe Ford Everest máy dầu quý anh chị nha. Giá chỉ hơn trăm thôi, với lại tiếp tục một em Innova G. Giá cũng chỉ hơn trăm thôi. Thì em Trung sẽ quay chi tiết hai em thôi, chứ còn trên cửa hàng thì cũng còn khá là nhiều sự lựa chọn cho quý anh chị, nhưng mà em Trung không có quay, em Trung sẽ quay hai em cho quý anh chị thôi vừa về. Đây là một mẫu xe rẻ quý anh chị, thương hiệu Mỹ quý anh chị nha. Vỏ lốp em nó còn 70-80%, bộ mâm tất cả cái xe này em nó vừa về cho quý anh chị nha. Ford Everest thì anh chị quan tâm mẫu xe này thì alo cho em Trung. Tất cả cái thì xe này chưa về, chưa phải làm bất cứ thứ gì, đang cho em nó vô để tẩy rửa xử lý công nghệ 4.0 quý anh chị. Táp bi được cái là rất yêu luôn. Tem mạc em nó là máy dầu quý anh chị nha. Giá chỉ hơn trăm thôi. Tiếp tục đây thì anh chị em nó trang bị màn hình Android này, nói chung cam hành trình đầy đủ cho quý anh chị rồi. Nội thất thì cũng hơi xấu quý anh chị nha. Nên anh chị nhìn ở ngoài ấy thì trên hình ảnh thì nó cỡ này, nhưng mà anh chị lên tới tận nơi và trải nghiệm em nó được cái không rách dưới. Nhưng mà đây có chỗ, những chỗ này thì được cái gia chủ người ta xài nó không có kỹ quý anh chị, không lỗi như quý anh chị nha. Keo chỉ thì tất cả cái thì anh chị đã thấy đây, túi khí này đằng bên kia bên này rất yêu cho quý anh chị. Ford Everest màu đen máy dầu 7 chỗ ngồi gầm cao quý anh chị nha. Tiếp tục đây thì vỏ lốp sau của em nó đây đó, rất yêu. Nói chung bốn cái thì đều y chang nhau, tất táp bi bốn cánh thì y chang nhau cho quý anh chị. Keo chỉ quý anh chị nha, không mất phần nào. Giá cực yêu cho quý anh chị, chỉ với hơn trăm. Đó, anh chị quan tâm mẫu xe này thì alo cho em Trung. Tất cả cái thì xe này em Trung về thì đang để cho em nó vô để tẩy rửa xử lý công nghệ 4.0 đó. Rất yêu cho quý anh chị thì xe này không về, anh chị không cần phải làm bất cứ thứ gì nữa rồi. Em nó vừa về quý anh chị nha, đăng kiểm thì em nó vừa mới được đăng kiểm luôn. Bốn cái vỏ này quý anh chị, bốn cái vỏ này thì cũng hơi xấu, nó có cái vỏ hơi xấu thôi. Giá 185 triệu quý anh chị, đăng kiểm vừa khám nhá, đăng kiểm thấy xe này thì đăng kiểm cả năm lận quý anh chị. 185 triệu cho quý anh chị một mẫu xe Ford Everest máy dầu, rất yêu thương. Đấy, tiếp tục đây thì cái phần nội thất của em nó thì đây quý anh chị, em nó trang bị túi khí này đó, vô lăng cũng túi khí này, cam hành trình này đó. Thì đằng trên trần của em nó thì anh chị cũng cần suy nghĩ đó. Em nó được bọc cái kính thì xe này cũng chỉ có dơ bụi bặm thôi, chứ cần xe này không phải làm cái gì đâu quý anh chị. Thì cái xe này em Trung bán cho quý anh chị rất là yêu thương luôn, máy dầu turbo đấy quý anh chị nha, chạy phải nói là rất yêu, rất mạnh mẽ. Tiếp tục đây thì cái cốp sau của em nó đây quý anh chị, đây keo chỉ nhá, không mất phần nào quý anh chị nha. Anh chị nhìn từng cái lóc cửa này, cái lóc khóa cốp sau quý anh chị, đây rất yêu chưa cho quý anh chị. Đây anh chị, cái xe nó đẹp hay không, anh chị nhìn từng những cái mép đằng dưới này đấy, đang còn nguyên zin nhá. Đấy, từ những cái bong điện và keo chỉ, tất cả cái đều đầy đủ cho quý anh chị. Ford Everest máy dầu bán quý anh chị chỉ với 185 triệu nha. Tiếp tục em Trung quay nổ luôn cái phần máy cho quý anh chị luôn. Đây thì anh chị không cần phải suy nghĩ rồi. Đó. Máy thì thầm mùa xuân. Đấy, lạnh thì bút sâu tới điểm G. Đấy anh chị, rất yêu thương cho quý anh chị. Một mẫu xe Ford Everest giá rẻ nhất thị trường. Thời buổi bây giờ phải nói là quá rẻ quý anh chị. Đây, em nó đã nổ máy cho quý anh chị nha. Đấy, anh chị nhìn cái đồng hồ tô máy kìa. Đó. Màn hình Android rất là sắc nét nha quý anh chị nha. Đó, cái màn hình xịn luôn. Tiếp tục em Trung nổ luôn cái quay luôn cái phần máy cho quý anh chị, đằng nào lỡ quay thì quay chết hết luôn. Thì ngày hôm nay em Trung cũng chỉ có quay ngày hôm nay thì em Trung cũng chỉ có quay gọi là hai em cho quý anh chị thôi. Ford Everest và Toyota Innova. Đây quý anh chị, của máy của em nó được cái 7 màu, thì xe này chỉ có về rửa giấy và xử lý tại tất cả cái thôi, chứ còn không phải làm bất cứ thứ gì nha quý anh chị. Đây. Đây, máy của em nó thì không có hơi thừa nha quý anh chị nha. Rất tiêu, máy dầu như này là ngon rồi quý anh chị. Ok rồi. Đây là anh chị quan tâm mẫu xe này thì alo cho em Trung. Đây, tất cả cái thì dằn của em nó đây, đang còn zin hết nha quý anh chị. Thì xe này em nó chỉ có bụi bẩn thôi. Đó, về em Trung rửa giấy xử lý công nghệ 4.0 mới là ok, đẹp rồi. Và tiếp tục đây thì đằng bên này Innova, giá cũng chỉ có 185 triệu một cặp quý anh chị, một cặp quý anh chị nha. Đây, em nó là G206 này, biển Thanh Hóa quý anh chị. Đây, đăng kiểm thì cũng một năm luôn những quý anh chị nha, đăng kiểm thì cũng một năm luôn đó. Rất yêu thương cho quý anh chị. Thì em Trung sẽ quay chi tiết luôn cho quý anh chị luôn. Đấy, tại vì cái xe này cũng vừa mới về quý anh chị. Em nó trang bị màn hình Android này. Đó, bản này bản G quý anh chị nha. Thì anh chị quan tâm mẫu xe này thì alo cho em Trung. Giá rất yêu thương. Đấy.
Innova thì nó thuộc cái diện nồi đồng cua đá rồi, chạy phá nó khó hư quý anh chị. Bản này là G206 quý anh chị nha. Chỉ với 185 triệu thôi. Bớt cho quý anh chị 5 triệu còn 180 triệu cho quý anh chị. Đấy, anh chị quan tâm mẫu xe nào thì alo cho em Trung, thì trên cửa hàng còn khá là nhiều thì anh chị cứ vô thẳng YouTube ô tô Quang Trung đó quý anh chị. Thì cũng còn khá là nhiều sự lựa chọn cho quý anh chị đó trên cửa hàng quý anh chị nha. Thì nói chung là 5 chỗ 7 chỗ thì cũng chỉ với từ với vài chục thôi, 38 triệu thôi là anh chị đã sở hữu được mẫu xe rồi. Đó thì thôi, cuối video thì em chúc quý anh chị nhiều sức khỏe và luôn luôn thành công trong cuộc sống nhá. Để hẹn gặp lại quý anh chị những video tiếp theo.